Kính thưa quý vị và các bạn, so với đàn ông, người phụ nữ, nhất là người phụ nữ Việt Nam, luôn chịu nhiều vất vả thiệt hòi hơn trong cuộc sống. Khi còn trẻ thì phải chăm sóc, nuôi dưỡng con cái, về già tưởng đã được nghỉ ngơi thì lại phải chăm cháu. Bản tính thương con, thương cháu đã thấm sâu vào tâm hồn, nên người phụ nữ cứ tiếp tục hy sinh thầm lặng. Nhưng liệu các con có biết rằng mẹ mình đã chẳng còn khỏe? Mẹ mình muốn được nghỉ ngơi không? đây cũng chính là thông điệp gửi đến những người con hãy biết thương biết quý và trân trọng những khoảnh khắc cuối đời của mẹ mình và đây cũng là nội dung câu chuyện truyền thanh mẹ già của tác giả trúc hà mà chương trình gửi đến quý vị và các bạn qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim liên vai bà hai tường duy vai đức con trai bà hai ngọc loan vai thắm vợ của đức hữu phúc vai ông tư hồ trải đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn Tại nhà của vợ chồng Đức, Thắm, bà hai đang lui cui trong bếp thì có tiếng chuông điện thoại reo. Sợ cháu nội giật mình, bà vội vàng chạy lên phòng khách. Alo, tôi nghe đây, ai vậy? À, tôi đây nè, bà không nhận ra giọng nói tôi hay sao? À, à mà ông gọi cho tôi có gì không? À, không có gì, tôi bổ gọi cho bà không được hay sao? À, à, mà ở dưới mọi người khỏe hết hả? À, à. Ờ, à, ai cũng phải trơn trời á, trợ có mình tôi à. <laughs> ông này cứ cà rỡn biết Rồi khi nào mới về, bộ bà định ở trên đó luôn hay sao? Cũng phải đợi cháu nội nó đi nhà trẻ mới về được chứ ông. Ủa, Vợ chồng nó đẻ được thì nuôi được, chứ mắc gì bà phải khổ cực vậy? Lên từ lúc vợ nó mang bầu, chăm cho tới lúc nó sanh, rồi giờ phải đợi cháu vô mẫu giáo luôn hả? ở thành phố cái gì cũng đắt đỏ thuê người ta vừa mất tiền vừa không an tâm biết họ có chăm sóc chu đáo cháu mình không nên kệ đi ráng ở với tụi nó vài tháng nữa trời ơi nuôi đứa con nít đâu có dễ tao nói nó đủ thứ gì hết trơn hết trội á bà già rồi cứ lo vậy tôi e tôi không có gì đâu thương con thương cháu nên ráng cực chứ làm sao rồi lúc rạy á cái bệnh xương khớp của bạn sao rồi có đỡ không? Dạ rồi, nặng thêm chứ đỡ gì. Trên đây á phải lên xuống cầu thang cũng ê ẩm lắm. Đó, cứ là khổ mình không à. Kêu thằng Đức á, nó chở bà lấy thuốc uống cho nó đỡ. Ôi, mấy cái bệnh này uống cũng vậy hà. Bệnh già mà, hơi đâu mà quan tâm. Vậy rồi cái đường ruột bà lúc rạy ổn không? Khi vậy khi khác, kệ đi ông ơi. Ờ, à, nhà cửa của tôi ở dưới nhờ ông hết đó anh trời ơi yên tâm đi từ hồi bà đi tới vợ không có gì một lần coi chừng có ngày tôi bán hết à tính bà đi ít ngày ai về đi luôn mấy tháng trời làm tôi cứ trồng mít hả vợ chồng nó đi làm suốt ngài nghĩ tụi nó cũng bận đủ thứ việc sao mà về ủa má nấu cái gì á mà con nghe mùi khét vậy ý chết ý chết thôi 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 à, tôi, tôi tôi tắt máy nghe trời đất ơi má nấu cháo á mà lo nghe điện thoại để tới khét luôn rồi nè con mà về không kịp á là khổ cả nhà má quên đang hầm lại nồi cháo cái ông tư ông điện nhưng cũng may là mới xem hả con để má múc á, rồi kêu thằng bi thức đút cho nó ăn trời ơi cháo khét vậy á mà ăn sao được má đổ đi nấu cái khác ờ ờ ờ vậy để má nấu cái khác Vậy má nấu cháo đi, con lên sân thượng gom đồ thằng nhỏ. Trời ơi, má ơi, sao mà đồ đạc thằng nhỏ rất hết trơn vậy? Dơn vậy á, rồi sao mà nó mặc? Ủa, má treo trên xào mà, chắc gió lớn nên nó rớt đó. Để đó đi chút nữa mà má giặt lại. Có cái móc treo quần áo, rồi kẹp lại á, thì gió nào mà bay. Má cứ máng trên dây phơi như vậy á, sao mà không rớt hết được. Có nhiều đó, mà má cũng không nhớ nữa. Ờ, à, 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 lần sau á, má làm như con dặn má lo canh nồi cháo đi kẻo là khét nữa bây giờ á để con giặt đồ cho rồi hay à về tới nhà là đủ thứ chuyện hết à cơm nước xong xuôi để bé bi chơi với bà nội Thắm kéo chồng đi vào phòng để nói chuyện có gì á mà em kéo lo vậy anh coi á mà nói với má đi em chịu hết nổi má rồi đó vụ gì nữa đây làm cái gì á má cũng quên trước quên sau chuyện gì á má cũng đòi làm rồi cuối cùng á không có ra cái gì hết trơn á em nói năng đàng hoàng lại nói chuyện như vậy á mà nghe được sao em nói sự thật mà chưa kể á bữa nay xém nữa má đốt nhà luôn rồi đó nhà thì đủ thứ việc lặt vặt má còn phải coi thằng bi và cho nó ăn uống rồi còn nấu cơm nước nữa trăm thứ việc á thì má có sai sót cũng là việc bình thường thôi thì má sai em nói anh nhắc má bộ có gì quá đáng sao má đôi vợ à, sống thảnh thơi dưới quê cũng do em nói má lên đây phụ giúp vợ chồng mình Chứ mướn người lạ thì không an tâm Lên đây má cực khổ Chứ có được gì đâu mà em căng nhăn qua giấy Ủa em thấy má sai Em góp ý á cũng không được sao Em chỉ thấy phần của em không hả à? Phần má cực khổ sao em không thấy Làm như em bóc lột sứ lao động của má hay gì Em có gửi tiền cho má đàng hoàng Tại má không chịu nhận chứ bộ Bộ má cần tiền của em hay sao Mà em nói vậy Em vừa vừa thôi Má vất giả, em không thương thì thôi. Ở đó còn nói này nói nọ. Được rồi, em không nói nữa. <laughs> Lúc nào cũng có chuyện, không bao giờ để cái nhà này được yên ổn hết. Con, con sao vậy con? Mẹ thương, mẹ thương. Trời ơi, chuyện gì vậy má? Cái trán của thằng nhỏ một cục bầm tím rồi. Cháu đang ngồi thì nó chồm tới. Má không có kịp giữ lại nên đầu trúng vô ghế. Trời đất ơi, con ơi, thiệt mà. Còn nít nó hiếu động Có còn sao đâu Sức dầu là nó hết thôi Anh còn nói vậy nữa hả Thấy nó té ma sốt dữ lắm Thiệt mà vô dụng quá Không có sao đâu má Con đích té ngã là bình thường Má thông cảm cho vợ con Nó sốt ruột nên vậy thôi Con không có cần lo cho má Con coi sức dầu cho cháu nó đi Không có sao đâu Má để con lo Mấy ngày sau thấy bà hai ăn uống không được nhiều Đợi lúc bà hai vào phòng chơi với cháu Đức nói nhỏ nhẹ với vợ em coi nấu thêm hủ tiếu hay là cháo cho má ăn thấy lúc trời á má ăn ít quá đó má ăn ít á là do má ăn mấy món khác no rồi nên làm sao mà ăn cơm được em nói vậy là làm sao mấy hôm trước nè em về buổi trưa đột xuất thấy má ăn bún đậu mắm tôm đã vậy á má còn để cho thằng bi bốc ăn nữa chứ lâu lâu á cũng để cho má đổi món miễn má thấy ngon là được có gì mà em nói má muốn ăn thì ăn nhưng thằng nhỏ mới bay lớn mà ăn cái thứ đó làm sao được. Riết rồi á, em muốn lắp camera để coi má ở nhà cho nó ăn uống bậy bạ không đó Em vừa phải thôi nghe. Ủa, em nói không đúng hả? Sao em không ở nhà để trông con đi, rồi làm theo ý mình? Anh nói vậy là sao? Tôi đi làm dứt giả cũng kiếm tiền như anh, đặng lo cho cái nhà này. Tôi cũng muốn điều tốt nhất cho con tôi, bộ không đúng hả? Đã không có điều kiện chăm con, nhờ má trông giúp. Mà em á hết nói cái này tới cái khác là sao? Vậy để anh kêu má về dưới đi Cho nó yên chuyện Anh nói vậy á à, thì anh tự lo đi nghe Đừng nói gì tới tôi nữa Đức à Sao tụi con lại cự cãi hoài vậy Mỗi đứa nhịn một chút cho nó yên nhà yên cửa đi con Không có sao đâu má Vợ chồng con lời qua tiếng lại rồi thôi à Má đã từng làm dâu nên má biết con dâu với mẹ chồng á khó mà có điểm chung được vợ con á nó chỉ muốn tốt cho cháu má nên má cũng làm theo ý nó con đừng có hơn thua làm chi má con biết nhưng mà không thể để lấn lướt má được hạnh phúc của con là niềm vui của má mà làm cực bao nhiêu á má cũng không có mệt nhưng thấy vợ chồng con lục đục qua là má buồn dữ lắm dạ con biết rồi từ nay á con sẽ nói chuyện đàng hoàng với vợ con sẽ không làm má buồn đâu hai vợ chồng đi làm cả ngày không có gặp mặt tối về nên nói chuyện tâm sự nhiều hơn chứ căng thẳng hoài không có được đâu nghe con dạ con biết rồi thôi má vô ngủ sớm cho khỏe đi má thôi để thằng bi nó ngủ với má dạ nghe tin bà hai nhập viện vợ chồng đức chạy vội vào bệnh viện ngó xung quanh thấy ông thư đang ở ngoài phòng cấp cứu đức nhanh chân đi tới chú tư chú tư má con sao rồi chú Hơi, <laughs> sao mà con tệ quá vậy Đức? Má con á đủ thứ bệnh ở trong người, mà con không hề hay biết làm sao. Má còn bệnh hả chú Tư? Con đâu có nghe má nói gì đâu. Bữa nay chú cố tình lên thăm má con, tại nghe bà than lúc rài ăn uống không có nổi. Ai về đâu, bà vừa ra mở cửa là ngã quỷ luôn à. Chú phải nhờ hàng xóm, coi chừng đứa nhỏ và tức tốc đưa bà vô đây nè tụi con á đâu có biết má bệnh nhưng má con bị bệnh gì vậy chú giờ tụi con vô thăm má con được không chú bác sĩ người ta đang truyền dịch và đang thăm khám cho nên là chưa có cho người nhà vô bà bệnh xương khớp mấy bữa nay bị bệnh đường tiêu quá nặng không có dám ăn uống gì nên kiệt sức rồi thêm bị rối loạn tiền đình nữa trời ơi má con bệnh vậy mà con có hay biết gì đâu thôi nghĩ cũng lạ thiệt ở chung nhà mà bay vô tư dữ thiệt luôn á. Bà đã đau xương khớp từ khi ở dưới quê, nên thường xuyên đi tập thể dục mới khỏe. Rồi lên đây, ngày nào cũng leo lên leo xuống cầu thang, thì chân cẳng nào chịu cho nổi. Hèn chi á, má không có treo được đồ thằng nhỏ lên móc. Chưa kể nghe, dọn dẹp nhà cửa, trong chừng thằng nhỏ cho nó ăn nó ngủ. Rồi bà có thời gian đâu nấu cơm, trưa phải ăn tạm cái gì đó, mà đường tiêu quá đã kém rồi, nay lại nặng hơn. Bà thường đau bụng suốt đêm không có ngủ được, mày có biết không? Cái đó, cái đó... bay không biết chứ gì, bay có hỏi hang tới đâu mà biết chứ. Con, con... Bà sợ phiền con, nên tự mình chịu đựng, không có dám than giãn dĩ trơn. Nhưng mà bổn phận làm con, bay phải chú ý tới mẹ mình chứ Đức. Dạ, con... Con vô tâm quá chú ơi. Đức à, bà con mất sớm, nhưng má con ở dạy nuôi con ăn học nên người. Có ai ngỏ lời, á, bà cũng từ chối, vì bà không có muốn con mình thiệt thòi. Còn con thì sao? Con có biết má con á đã già rồi không? Bả già rồi, á đủ thứ bệnh ở trong người. Con muốn tới khi má con không còn, thì mới biết ân hận hay sao đức. Chú Tư, con có lỗi dữ lắm Con là đứa con bất hiếu chú Tư ơi Con vô tâm với má quá Con cứ nghĩ á, má còn khỏe Không quan tâm nhiều đến má Nên má mới như vậy Từ nay á con sẽ thay đổi chú Tư à Giờ còn cơ hội báo đáp à, Thì hãy trân trọng đi tuổi con Dạ Con biết rồi chú Tư Cũng nhờ chú Tư á, mà con mới biết mình đáng trách cỡ nào Con sẽ mướn người làm Không để cho má con vất vả nữa Má con á đã quá cực khổ với vợ chồng con với bé bi rồi từ nay á con sẽ không để má vất giả nữa đâu con sẽ thuyết phục má ở hẳn với vợ chồng con để con chăm sóc má ờ à, được vậy á thì chú mừng tuy không có gặp bà thường xuyên nữa chú cũng buồn nhưng mà thôi miễn sao bà hạnh phúc vui vẻ là chú an tâm rồi bác sĩ ra rồi kìa anh mình vô thăm má đi cầu trời má mãi sống đời với tụi con Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện truyền thanh Mẹ già của tác giả Trúc Hà. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.